Xin chào bạn nhé. Thì hôm nay mình làm clip này để trả lời cho bạn cái câu hỏi mà các bạn hay hỏi Nhật Nam trong mấy ngày vừa qua. Rất là nhiều bạn điện thoại đến hỏi: "Alo anh ơi, bên mình có còn iPhone 5 SE không?" Thì đây xin thưa, còn rất là nhiều nhá. Còn khoảng 3 40 máy các bạn cứ mãi vẫn phải mua một tẹt ga, mua mắc số luôn, cũng không hết hàng. Và đầy đủ màu sắc cho bạn lựa chọn luôn, màu gold, màu hồng, màu xám, màu trắng, đây, màu trắng đây. Đấy. Và tất cả máy đây các bạn thấy mình để đây mình rất là kỹ lưỡng. Mình test như thế này, test thực tế như thế này. Tại sao mình nói vấn đề pin của con 5SE này á, những cái dòng đời thấp á, là khi mà kiểm tra tình trạng phần trăm pin nó sẽ không đúng với thực tế đâu các bạn. Nó sẽ có những máy không đúng với thực tế, dĩ nhiên có máy đúng máy không, chứ mình không nói là cái nào nó cũng không đúng thực tế. Cho nên cái nhiệm vụ của người bán hàng như mình là phải tìm ra được những máy không đúng thực tế như thế để loại trừ ra, đúng không? Và tiến hành thay pin cho bạn yên tâm hơn khi sử dụng. Chính vì thế mình mới đưa ra một cái phương thức khi mình bán những cái dòng iPhone này, mình luôn bao pin cho các bạn là như vậy. Thì cái ý nghĩa của cái việc bao pin là như thế nào? Có nghĩa là các bạn sẽ được bao là cái viên pin ấy nó xài chuẩn, các bạn hiểu không? Xài chuẩn ok, ngon lành, chứ không phải là bao pin là pin lỗi là không chịu trách nhiệm, là không phải. Bao pin có nghĩa pin lỗi là phải đổi cho bạn cái khác, đúng không? Và có thể là nếu chỉ lỗi pin thì mình sẽ thay một viên pin vào mình bán cho bạn bình thường, gọi là bao pin đấy, chứ không phải là phần trăm ít phần trăm nhiều. Các bạn đừng tính thế, bởi vì mình đã gặp rất nhiều những con máy phần trăm cao nhưng về sau bị sụt áp. Mình đã gặp vấn đề đó và mình mong muốn là mình phải mang được đến cái sự yên tâm hài lòng cho khách hàng, chứ không phải là từ cái việc là nhìn cái phần trăm pin nó nhiều cho thích cho vui. Nhưng cũng không phải là cứ phần trăm cao là nó không chuẩn, có nghĩa là mình phải thử các bạn nhé, mình phải test thực tế thì mới đưa ra được cái chính xác nhất để mà có cái sự yên tâm nhất cho khách hàng. Và bây giờ là vấn đề đến giá, đúng không? Thì toàn bộ là máy đẹp lắm bạn, zin đẹp keng, bản 32 GB mã Nhật nhé, và tất cả những màu còn lại trừ màu vàng là 2,5 triệu, còn tất cả những màu còn lại là 2,4 triệu. Máy đẹp keng chuẩn quốc tế và mình là cam kết là không bán máy lốc đấy. Các bạn thấy hàng của mình đẹp lắm, đều lắm đấy, con nào cũng đẹp như con nào. Còn con nào xấu thì mình đã phải đưa ra những cái clip thanh lý hàng xấu, chỗ nào cấn, chỗ nào móp mình phải chỉ ra cho bạn, đúng không? Mình đâu bán ảo đâu, các bạn cứ yên tâm nhé. Đấy, hàng của mình là đẹp ngời ngời luôn đấy, đẹp ngời ngời luôn. Và cả những con máy mình đang test ở dưới này này, mình cũng cầm lên mình review cho bạn xem đấy, đẹp như thế này, chuẩn như thế này, zin như thế này. Các bạn nhìn này, nhìn viền ROM màn hình là bạn đủ hiểu rồi, đúng không? Những bạn tinh ý đấy, làm gì có con máy nào mà gọi là hàng dọn ở đây. Nhiều ông cứ xấu bụng xấu mồm, suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ai cũng xấu. Đây đấy, cả những con hàng này mình đang test này, màu trắng màu hồng đầy đủ đấy, con nào cũng đẹp đều, có thể nói là rất là ok đấy. Mình phải thử là bật cho nó chạy YouTube này, hết điện rồi sạc tới sạc lui để xem những con máy này nó có bị sập nguồn không trước khi mà gửi đến cho các bạn. Rồi thì ai mà kết cái sản phẩm 5SE thì yên tâm, chỉ cần đặt cọc sang 100.000 rồi bắn cho mình cái địa chỉ sang tin nhắn nhé, SMS, là vài ngày sau hàng đến tận nhà luôn đấy, chứ không cần phải hỏi là còn hàng hay không, hàng còn bao la bát ngát rất nhiều. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé. Nhớ like, chia sẻ video cũng như là hãy đăng ký nhấn chuông để xem những video tiếp theo của mình cũng như là ủng hộ mình, đúng không? Rất là cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau.